Nóng nóng nóng, ngon bổ rẻ áo phông One Piece đã ra mắt thêm rất nhiều mẫu mới bà con ơi. Nhanh tay dinh ngay để diện hè nào, link ở bên dưới này nhá. Góc hỏi đáp số 18. Hello, xin chào 500 anh em băng tảng xăm soi đã quay trở lại với kênh của mình. Để kỷ niệm FC của chúng ta vừa vượt qua con số là 300.000 sub và hôm nay số hỏi đáp sẽ nâng lên con số kỷ lục là 21 bạn may mắn sẽ được lên sóng trực tiếp. Uầy, số đẹp nhờ mọi người ơi. 1.200 thắc mắc trên tóc cộng đồng thì không làm khó được thuyền trưởng xăm soi đâu, chỉ là thêm vài sợi tóc bạc thôi mà. Ngoài đặt vấn đề cho mình về các vấn đề nóng hổi ở trong One Piece, có vẻ như anh em thì còn rất thích tìm hiểu đời tư xung quanh đời sống của mình nhỉ. Các bạn là hư lắm đấy nhá. Ok, để giữ vững phong độ góc hỏi đáp, ấn nhẹ một like cho lên xu hướng nào. Và ngay bây giờ, quất ngay với câu số 1 nào. Let's go. Bạn Hoàng Blue, liệu Zoro có mở được mắt trái không? Và Luffy có thức tỉnh trái quỷ? Mong anh trả lời. Ý đầu tiên thì cũng khó nói lắm anh em ạ. Vấn đề mắt trái của Zoro, trong một lần phỏng vấn, Bauda đã trả lời là do làm thế cho nó ngầu. Còn thực hư tại sao một bên mắt của anh đầu tảo bị mù thì mình thì cũng như các bạn thôi, có Oda tiên sinh mới biết chứ ai mà biết được. Bản thân mình thì thấy Zoro hiện tại ổn mà, ngầu bá cháy bù chết chó luôn. Và theo mình thì thay vì khai mở nó thì có thể khai thác quá khứ của con ma này để làm tiền đề bắp sức mạnh cho anh đầu tảo thì sẽ hay hơn đấy. Ví dụ như là luyện skill cấp độ thần nào đó đến nỗi làm mù cả con mắt chẳng hạn. Ý thứ hai, Luffy có thức tỉnh trái quỷ không? Khả năng cao là rất có. Để đạt được ngôi vị cao nhất thì sức mạnh của bộ rơm phải vươn tới giới hạn. Như chúng ta biết thì thức tỉnh chính là trạng thái mạnh nhất của một người sử dụng trái quỷ. Gear 5 đã được tác giả xác nhận là sẽ xuất hiện ở cuối trận Wano để đánh Kaido, thì không lý do gì Luffy không thể thức tỉnh trái quỷ khi mà đã từng chiến đấu với hai tên sở hữu năng lực này là Doflamingo và Katakuri. Bạn Anh Hoàng, tại sao vùi tạc Goldie Roger là cha của Hỏa Quyền A, Bodgard DA nhưng lại không có cùng họ ạ? Có lẽ thì bạn là người mới tập xem One Piece đúng không? Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho mình nhé. Đây thì cũng là thắc mắc của mình lúc đầu mà xem đến đoạn Marineford. Lý do A theo họ Bodgard là bởi mẹ của anh, Bodgard Dero, không muốn hải quân và hải tặc dòm ngó tới giọt máu duy nhất của Roger, đó thì là cha của anh. Vì nếu bất kỳ ai biết về thân phận thực sự của A sẽ là vô cùng nguy hiểm, nên bà đã tránh việc lấy họ của cha để đặt tên cho con trai của mình. Trường hợp tương tự như Uzumaki Naruto của làng lá vậy. Bạn Hưng Triệu Gaming, anh ơi em có câu hỏi, liệu đại tá Franky có thể chịu được một chùy từ Kaido không? Và đại tá bị hư hỏng gì không? Mong anh trả lời. Với việc được xếp kèo cùng với Sasaki, mình nghĩ trình của Shogun Franky hiện tại thì nằm ở ngưỡng Tobi Rebo. 6 tên Shinichi có sức mạnh ngang ngửa nhau, cho nên giữa Sasaki và Pedwan là không quá chênh lệch. Hãy nhìn cách Trang Nhất bị Big Mom vả sấp mặt và nằm gục dưới sàn, rồi liên kết cú đấm của mẹ lớn với cái chùy của Tứ Hoàng Bách Thú thì chúng ta cũng có thể đưa ra được kết luận. Nếu được chuẩn bị từ trước, Franky hoàn toàn có khả năng chịu được một chùy của Kaido. Còn tính mạng ra sao thì mình cũng không biết nhá. Nhìn thằng lù tỷ rưỡi bị gõ đo đường thì chắc Shogun Franky cũng chỉ là món đồ chơi mô hình với Tứ Hoàng Kaido thôi. Bạn Minh Bảo Nguyễn với câu hỏi, ngoài One Piece ra thì anh có còn thích anime nào khác không? Tất nhiên là có rồi, One Punch Man này, Naruto này, rồi thất nghiệp chuyển sinh các kiểu con đà điểu luôn. Nói chung thì bộ nào bựa bựa và có việt sắp là mình đều ưng cả. Điển hình như bộ là Buko no Pico chẳng hạn, đỉnh của chóp luôn. Bạn tiếp theo là bạn Nhàn Nguyễn. Anh ơi, giả sử Bohancock bị hải quân và chính phủ bắt thì Luffy có tới cứu không? Tất nhiên ý nghĩ đầu tiên trong đầu của thằng Lù là phi đến ngay lập tức. Nhưng mà nếu có đồng đội ở đấy thì họ sẽ ngăn cản cậu lại trước khi mà Luffy làm điều dại dột. Tổng bộ hải quân và thánh địa Malizoy không phải là nơi thích thì đến, không thích thì đi. Chính Luffy 2 năm trước chính là người đã biết rõ nhất căn cứ địa này nó nguy hiểm tới mức nào và đặc biệt là với một hải tặc. Thế nên thì Đức Lang Quân của Boa vẫn sẽ đến cứu Hancock thôi vì thuyền trưởng Mũ Rơm chịu rất nhiều ân huệ từ cô, nhưng mà cần có kế hoạch và lực lượng cực kỳ dày để có thể làm nên chuyện. Và tất nhiên đó là giả sử tin tức nữ hoàng hải tặc bị bắt truyền đến tai của thằng lù nhà họ khỉ. Theo mình thì lực lượng hải quân được cử đi bao gồm Kobe là không đủ để tạo nên sự đe dọa với chủ nhân của Amazon Lily, trừ khi thì có sự nhúng tay của một vị đô đốc.
Bạn Giai Lê Xuân Trường thì có comment là: anh ơi cho em hỏi một câu thôi, Nami có haki sắc màu vũ trang đúng không anh? Tại Nami đánh Luffy và Zoro sấp mặt. Thực chất là không bạn ạ. Cái đấy thì Oda làm cho vui thôi. Tuyếp người như chị Đại thì không phải dạng thiên về sức mạnh thể chất, nên việc cô sử dụng haki vũ trang là rất phi lý. Nhưng mà bù lại, cú đấm của Nami lại mang một quyền năng vô hạn, đó là sức mạnh chỉ những người phụ nữ thì mới có được. Cụ thể như nào thì cánh đàn ông chúng ta thì là rõ nhất. Ra đường là cá mập, về nhà anh là cá con, đôi khi phải van xin tiền của chính mình đã làm ra. Để đó và không nói gì thêm nhé. Chốt kèo này lại thì Oda cũng đã giải thích rồi bạn ạ. Nami có sức mạnh rất đặc biệt, chỉ áp dụng dành riêng cho các thành viên băng mũ rơm mà thôi. Bạn Ngọc Hân với câu hỏi: trái Hito Hito của Senoku có điểm gì khác so với trái Hito của Chopper? Khác một trời một vực đấy chứ. Cùng tên gọi thôi, nhưng mà model là hoàn toàn khác biệt. Nếu Hito Hito của Chopper giúp cậu biến thành con người, năng lực tương tự như bao trái hệ doan khác, thì Hito Hito của Senoku thuộc vào hệ doan thần thoại, còn hiếm hơn cả hệ Logia, cho phép ông hóa thành một tượng Phật khổng lồ với phép thuật vô biên. Nghe model thôi thì cũng đã đủ thấy sự khác nhau rõ rệt giữa hai trái quỷ cùng tên này rồi. Trường hợp tương tự thì chúng ta cũng có trái Tori Tori no Mi của Marco Phượng Hoàng và trái Tori Tori model chim ưng của Pell ở Alabasta, một loài chim thông thường không thể so sánh với Phượng Hoàng tái sinh ở trong truyền thuyết được. Một bạn tiếp theo có cái tên là ZQSMG. Hello admin đẹp trai khoai to, anh có thể giải thích cho em chi tiết Zoro cầm thanh Enma vừa tay, trong khi thì khi còn sở hữu cổ đen thì to VL không? Cảm ơn anh. Do phép thuật đấy bạn ạ. Kích thước các đồ vật ở trong One Piece thì chưa bao giờ là hợp lý cả. Một người cao tới 3m82 như Oden và một người chỉ 1m81 như Zoro khi mà cầm Enma trên tay đều nhìn cứ như là vừa vặn thế éo nào ấy nhỉ. Liệu rằng thanh kiếm nó thì có biết tự thu nhỏ, phóng to tùy thuộc vào chủ sở hữu hay không? Đây thì không phải là trường hợp hiếm hoi gì cả. Cái quần của Luffy, đôi tông lào hay vô vàn những đồ vật khác, nó thì đã tạo nên thương hiệu rồi. Còn để giải thích cho trường hợp này thì chỉ có thể là phép thuật Unique Enchantic thôi. Bạn Hân Lê, vẫn là một câu hỏi cũ của góc hỏi đáp số 17, mong anh trả lời. Câu 1, sau khi đánh bại Kaido thì Luffy sẽ tiến tới đánh tứ hoàng nào? Đối thủ của Luffy có sức mạnh tăng dần càng về cuối truyện. Theo lý thuyết đó, đối thủ mà cậu phải đối đầu sau Kaido phải có cấp bậc hơn ông ta. Nhưng mà trận chiến ở Wano không phải là kiểu một chọi một như bao trận khác. Rõ ràng là cần tới 5 siêu tân tinh mới gây được khó dễ cho tứ hoàng bách thú. Luffy hiện tại thì khó lòng được xem là ngang trình với một Yonko được. Thế nên thì nếu arc Wano kết thúc, lúc ấy thì một mình cân tứ hoàng khác cũng được xem là nâng tầm sức mạnh của Kulu lên rồi. Kẻ thù nào tiếp theo ư? Nếu có thì chắc chắn Dâu Đen sẽ là cái tên tiếp theo được réo lên đầu tiên. Vụ Ace, mũ rơm thì vẫn còn ghim trong lòng. Hẳn giữa hai mang tư chất đế vương này cần phải có một trận chiến sinh tử để khẳng định ai mới xứng đáng bước lên ngôi vị vua hải tặc. Nhưng mà khoan, mới đây thì một số thông tin về Sanji đã dấy lên tin đồn về ý đồ thực sự của anh ta. Liệu tóc đỏ thì có phải là chùm cuối ngáng đường Luffy? Anh em thì cùng nhau đưa ra dự đoán tiếp theo cho kẻ thù mà Kulu phải đối đầu bên dưới video này nhé, để xem thì ý kiến của ai được ủng hộ nhiều hơn nhé. Câu 2, anh nghĩ Luffy và Sanji có đánh nhau một trận không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà còn tùy thuộc theo mức độ nghiêm trọng của mối quan hệ này. Nếu Sanji không lật mặt thì giữa hai chú cháu sẽ có kèo giao lưu bạn hữu như kiểu Roger với dâu trắng. Ngược lại thì thật sự mình không dám nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Tưởng tượng ra cảnh Luffy đấm thủng bụng chú Sanji, ôi còn đâu là ngôn tình nữa. Joker TV với câu hỏi: 1. Kuzan có thể đóng băng Perona trong hình dạng linh hồn không ạ? Hiển nhiên là không rồi. Mấy con ma của Perona là vô đối với những đòn tấn công thông thường. Nó thì trong suốt và có thể xuyên qua bất cứ thứ gì. Ngay cả năng lực của Sao King Brook, mình tin là cũng không có tác dụng lên chúng. Bởi vì chúng thì không phải sinh vật sống như đám homie của Big Mom. Thế nên thì mặc dù Kuzan mạnh thì cũng phải bó tay thôi. Trừ khi thì khống chế được Perona bản thể. 2. Linh hồn của Brook và Perona có chạm vào nhau không? Theo câu hỏi của bạn thì là không rồi, vì linh hồn làm sao có thể tác động lên cơ thể con người được, trừ khi thì đó là bọn ma của Perona thì chúng mới cùng hạng cân được. Câu 3, anh nghĩ hải quân có Haki Bá Vương không? One Piece thì chưa từng đề cập hải quân có Haki Bá Vương. Ai nói chứ, hải quân thì vẫn sở hữu tố chất Bá Vương nha bạn.
đơn cử như cựu thủy sư Doc Senoku, người được tác giả xác nhận là có cả 3 loại Haki, mặc dù thì ông chưa có dịp thể hiện nó ở trên màn ảnh thôi. Bạn Trần Thanh Thông với câu hỏi: Anh Sam Di Soi ơi, liệu Kobe có phải là truyền nhân của Gap, giúp Luffy đánh bại Zoden không? Dựa theo mô típ nhân vật từ thời đại của Roger thì có vẻ là vậy. Luffy thì đang đi theo con đường mà Vua Hải Tặc đã từng đi. Cậu thì cũng được xem là Joy Boy mới, kẻ được chọn dẫn đầu thời đại hoàn thành tâm nguyện 800 năm được ghi trên tấm polyp đặt ở Reptile. Zoden thì y hệt truyền nhân của Sebek, một hải tặc thực thụ, tàn bạo và gian ác, âm mưu thống trị thế giới. Còn Kobe lại là học trò ưu tú của Gap, người từng cùng với Roger tạo nên chiến tích God Valley lừng lẫy một thời. Dường như thì Boda đã cố tình sắp đặt mọi chuyện như có ý đồ từ trước. Sau cùng thì dù gì thì Kobe cũng là một nhân vật quan trọng, cậu ta thì chắc chắn phải cực kỳ mạnh mẽ ở chặng cuối của đại trình. Lại một bạn đẹp trai nữa, bạn Nam Đẹp Trai Gaming. Anh thuyền trưởng Sam Soi đẹp trai cho em hỏi, đâu là nguồn gốc của trái ác quỷ ạ? Đây thì vẫn là chủ đề muôn thuở và chưa có lời giải. Hơn 20 năm của bộ truyện, tác giả thì chưa hề nói rõ nguồn gốc của loại trái cây này. Ở Dressrosa, một kẻ tại đấu trường đã nhắc tới việc quy luật của trái quỷ là một vòng lặp tuần hoàn khép kín. Tức là khi người ta chết, linh hồn ác quỷ bên trong sẽ tiếp tục ẩn vào trái cây lân cận và cứ như vậy nhập vào người ăn khác. Ở thư viện O'Hara, nhà triết học Clover thì có nói sơ về giả thuyết nơi tồn tại đầu tiên của trái quỷ. Theo trưởng lão cỏ bốn lá, linh hồn bên trong loại trái cây này chính là linh hồn của những người đã chết ở phương quốc cổ đại. Đất nước với nhiều thành tựu khoa học tiên tiến vượt hàng ngàn năm, tiêu biểu như vũ khí Pluton, con tàu huyền thoại đến nay vẫn được loài người khao khát có được. Luận điểm trái quỷ xuất xứ từ vương quốc hùng mạnh hiện thì đang là cơ sở có mức tin cậy cao nhất và tất nhiên chưa có gì được tác giả xác nhận là chính xác cả. Anh em thì nghĩ sao về chủ đề nguồn gốc của trái quỷ thì cùng nhau thảo luận ở bên dưới này nhé. Bạn Minh Nong, AD đẹp trai 15cm cho em hỏi, Jinbei với Zoro ai mạnh hơn? Thứ nhất là hư nha. AD thì không phải 15cm như bạn nghĩ đâu. Bạn thì đánh giá hơi thấp mình rồi. Thứ hai, Jinbei mà bạn nhắc đến thì có phải là ông người cá Jinbei không? Nếu thật vậy thì việc so sánh với Zoro thì cũng hơi khó. Xét về kinh nghiệm, cựu thành viên của băng tặc mặt trời ăn đứt bộ ba quái vật đầu heo, đầu tảo và đầu bếp. Nhưng mà Zoro lại có sức trẻ và đặc biệt còn là con cưng số 1 của Bao Da nữa. Cùng với pha tỏa sáng hỗ trợ thuyền trưởng đâm nát tứ hoàng thì hiện tại anh đầu rêu được đánh giá rất cao, ngang tầm với bộ ba thiên tai. Có thể là đối thủ của kinh hỏa hoạn trong khoảng thời gian sắp tới. Và đó thì vẫn chưa phải là tất cả sức mạnh. Mình cho rằng Arc Wano kết thúc, Zoro sẽ hoàn toàn trên cơ của Jinbei. Lúc ấy thì khoảng cách sẽ rõ ràng hơn bây giờ rất nhiều. Bạn Ninja sao chép với câu hỏi 1. Theo anh thì Who's Who có sử dụng được tuyệt kỹ thứ 7 của lục thức không? Theo mình là không. 7 thức thứ 7 của Rokusiki được chính Luxi sáng tạo ra và đó thì trở thành kỹ năng riêng biệt, không ai thì có thể sao chép được. Rõ ràng thì Luxi thì đâu có ngu mà dạy cho thằng Who's Who tuyệt chiêu của mình. Nhưng mà bản thân tên Tobi Robo lại có khả năng biến tấu lục thức theo cách riêng của hắn. Theo Jinbei, ông ta nhận định cách thi triển của hắn thì có phần biến ảo và linh hoạt hơn. Điều này thì đã được thể hiện trong chapter 1017. Hy vọng thì câu trả lời này sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn. Câu 2. Sau khi One Piece kết thúc thì anh sẽ làm về chủ đề gì hả anh? Ngày mà One Piece kết thúc thì cũng là ngày cuối cùng của bộ truyện một mảnh rồi. Nhưng mà thật khó để tưởng tượng là khoảnh khắc Luffy và đồng đội nói lời chia tay với anh em chúng ta. Khi ấy thì mình sẽ thôi những câu chuyện chém gió, từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số mà bỏ lại tất cả và sau đó thì ra khơi. 5 năm nữa, khi mà băng hải tặc Sam Soi tập hợp đủ hạm đội 54 chiếc chiến thuyền, mình sẽ rong buồm ra khơi để đi tìm kho báu mà Luffy đã để lại ở hòn đảo đầu tiên của đại trình. Anh em nào cùng chí hướng thì like và subscribe kênh Phát nhé, quất luôn cho nó nóng. Bạn 4 Đỗ Văn viết không giấu. Theo anh nghĩ, lù nhà ta có gai không? Đừng cười. Cái này thì mình cũng không dám nói bậy đâu. Mình chỉ nói nhỏ cho anh em ở đây nghe thôi. Đừng nói cho ai biết nhá. Thằng lù ấy, nó xxx anh em ạ. Cụ thể ra sao thì anh em thay mình dẫn chứng ở bên dưới nhá, để xem đâu là comment chất lượng nhất. Ok. Rồi bạn tiếp theo là bạn Thu Trang Lưu. Theo anh thì sức mạnh của Tổng Tư lệnh Công
có ngang với một tứ hoàng không? Trong hải quân, sức mạnh của một người lính được xác nhận thông qua chức vụ Phó Đô đốc, Đề đốc, Đô đốc, Thủy sư là những cấp bậc chính. Trên Thủy sư là Tổng tư lệnh thuộc chính phủ. Hiện tại vị trí này thuộc về Công, người đã từng nắm giữ quyền điều hành toàn bộ căn cứ hải quân. Theo phân cấp này thì có thể nhận định là cái tầm của Công ít nhất phải ngang hoặc trên của Senoku, còn có thể là mạnh hơn Gáp thời trai trẻ hay không thì cũng hơi khó nói đấy. Vì thế thì mình tin rằng Tổng tư lệnh là một trong những người mạnh nhất đã từng xuất hiện bên phía hải quân. Ông thì có thể đương đầu với bất kỳ một tên hải tặc nào, kể cả là Tứ Hoàng. Một bạn có cái tên là One P cho em hỏi hai câu hỏi. Một, theo anh, Luxi hiện tại đối đầu với Sanji thì phần thắng nghiêng về bên nào? Lại một câu hỏi khó nữa, nhưng mà mình thích. Sanji thì không còn đơn giản như trước nữa. Anh ba sau time skip bắt đầu nổi danh toàn thế giới với đôi chân ma thuật cùng với danh tiếng hoàng tử của Gemma 66. Đợt bắp mạnh nhất ở đá bánh cùng với bộ đồ hắc ẩn khiến chân đen rất được mong chờ ở Wano. Chỉ là nhọ thì vẫn hoàn nhọ thôi, không có cơ hội được thể hiện. Còn Luxi thì vừa rời khỏi CP9, lập tức được chiêu mộ vào CP0, tổ chức cao cấp hơn. Có tin đồn thì hắn nhanh chóng thể hiện và chiếm lấy vị trí chủ chốt trong tổ chức. Mình nghĩ kèo solo này thì 1-9-1-10, nhưng với kẻ được mệnh danh là thiên tài võ thuật như Luxi, hắn thì có phần nhỉnh hơn một chút nhưng mà không quá nhiều đâu. Điều này đã được thể hiện một phần khi mà cả hai đã choảng nhau trong phần cuối của movie thứ 14 Stampede năm 2019. Câu 2. Nếu anh ba một ngày nào đó học hết các kỹ năng lục thức như Luxi, thì anh nghĩ sức mạnh của Sanji có được cải thiện không? Anh ba sẽ có bộ đồ Gemma 66 cộng với Haki cộng với lục thức, thì sức mạnh lúc đó có sánh ngang một người dưới trướng Tứ Hoàng không? Vì sắp tới, Bang Bùi Dâm còn phải đối đầu với những Tứ Hoàng khác. Thật ra mà nói thì Sanji không cần thiết phải học lục thức để nâng tầm bản thân đâu. Anh ta áp dụng Gepo thành kỹ năng riêng mang tên là Skywalk bởi vì cảm thấy nó phù hợp với đôi chân. Những kỹ năng còn lại thì không phải là cứ muốn học là được, và nên nhớ đó là môn võ bí truyền của Hải quân và Silverbone. Với bộ đồ hắc ẩn, Haki cộng thêm đôi chân Diablo Jumbo, hiện tại Sanji thì dư sức chơi với Queen rồi đấy, một trong ba Okanban, truy nã là 1 tỷ 320 triệu BD. Vấn đề là anh cần cải thiện khả năng sử dụng skin mà ông già giao cho để tránh lãng phí, cũng như là bớt lại cái tính mê gái thôi. Nhiều đó thôi thì cũng đã đủ khiến anh ba vô đối dưới trướng của Ngũ Hoàng Luffy rồi. Bạn Văn Hùng Lê, anh ơi, nếu đổ keo siêu dính vào cái chảo chống dính thì keo dính chảo hay chảo không dính keo ạ? Cái này thì chắc có hai trường hợp nhé bạn. Nếu mà keo dính chảo thì chứng tỏ chảo dởm và cần thay cái mới. Ngược lại, chảo mà không dính keo thì keo hàng phách rồi. Trả lời vậy thì anh em thấy ok chưa? Lại bảo mình luôn đi. Bạn tiếp theo là bạn Tô Rao GM. Anh ơi, lù một tuần tắm bao nhiêu lần? Mong thuyền trưởng Samsoi đẹp trai trả lời. Dạo này nhờ bạn gắn mác thuyền trưởng Samsoi đẹp trai thế nhở? Chọc đúng chỗ phê rồi đấy. Theo thông tin trong data book Sulak Sulur thì Luffy cùng với Zoro và Brook chỉ tắm một lần một tuần. Ngoài ra thì bộ ba người đẹp là Nami, Rubin và Sanji đều giết tế bào chết mỗi ngày. Những thành viên còn lại là 3 bữa một lần nhé. Bạn Tuấn Tài Huỳnh. 1. Hồn ma của Brook có số nước được không anh xăm soi? Chắc là không quá. Theo mình là vậy. Logic là thế. Là thế đấy. Câu 2. Vậy có bao nhiêu trái quỷ sử dụng được dưới nước? Làm gì có trái nào đâu bạn. Ngay cả người cá ăn trái quỷ thì cũng không thể bơi được mà. Hay ý của bạn là đang muốn hỏi trái quỷ tác động được vào nước như là đóng băng này, làm nước biển sôi sùng sục này, nâng nước biển lên để dìm đối thủ như Siki. Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Đạt Dương. AD ơi, tại sao mấy tù nhân nguy hiểm ở tầng 6 nhà tù không giết hết luôn đi mà để lại sống chi vậy? Nói chung thì cũng dễ hiểu mà, đâu phải cứ muốn thủ tiêu là được đâu. Với là muốn chết thì cũng phải cần cái cớ rồi chờ xét xử như kiểu là A đấy. Chuyện nhà nước mà, cái gì thì cũng cần phải có quy trình. Dù là tội phạm nguy hiểm bậc nhất như Siki thì cũng phải chờ tới ngày hành xử thì mới xử, ok nhá. Như vậy là số hỏi đáp lần này cũng đã kết thúc rồi. Anh em thì còn thắc mắc gì để dành lại cho số tiếp theo nhá. Và đừng quên ấn nhẹ một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trên kênh của Samsoi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai.
次は俺も行ってなかったな。よし、行こう。